Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Shopee Nguyễn. Như mỗi khi mình lại giới thiệu mình, các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những cái clip đang viral trên mạng. Nhưng mà đa phần thì mình sẽ làm những cái reaction cho những cái bài nhạc hip hop ở Việt Nam nhiều hơn. Thì nếu mà ai chưa có đang gọi là subscribe mình hay là chưa có đăng ký kênh của mình thì mình rất là mong sẽ nhận được một cái đăng ký, một cái subscribe của các bạn ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì những cái subscribe của các bạn là một cái, mỗi subscribe là một cái niềm vui của mình á. Mình chân thành rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, không mất thời gian của các bạn nữa, tới với phần intro tên nào, let's go. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho một cái bài hát mới của Husland Rubber. Thì tên là Don Julio 1942. Trước khi mà mình bấm quay cái video này thì mình cũng có search một tí xíu về cái tên Don Julio 1942 này là cái gì, tại vì mình thấy nó cũng khá là lạ và mình chưa có nghe qua cái tên này bao giờ cả. Thì mình có search ra thì nó ra một cái chai rượu, một cái hãng rượu gì đó, thì mình chỉ biết như thế thôi, còn có uống chưa hay cái gì đó thì mình chưa hề. Và cái video ngày hôm nay chỉ là một cái visualizer video thôi của rapper thôi. Thì nếu mà các bạn có biết thì mình khá là thích nhạc của rapper. Những cái bài gần đây của rapper thì chỉ có cái riêng cái bài History là mình không có làm cái reaction được thôi, tại vì cái bài đó mình không có thời gian làm, với lại cái lúc mà mình có thời gian làm á, thì mình lại lỡ nghe nó mất rồi. cái tính của mình thì mình không có đợi chờ được á, thì rất là mong các bạn thông cảm về cái việc này. Ok, thì chắc là mình không có lắm lời nữa, mình biết là mình lắm lời rất là nhiều rồi, mình luyên thuyên rất là nhiều rồi. Chắc là vào vấn đề chính thôi. Thực ra thì thông qua cái video này thì mình cũng muốn gửi lời chân thành cảm ơn đến Hiếu thứ hai cũng như là team của Gớt Nang. Cái video trước đó của mình là cái video reaction cho cái bài Dynamic Duo, thì mình cũng nhận được cái sự phản hồi của bên Hiếu thứ hai và mình rất là chân thành cảm ơn, tại vì các bạn nó kiểu email với mình mà kiểu rất là lịch sự và rất là chuyên nghiệp á, mình cảm kích, rất 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 là cảm kích. Shout out cho Hiếu thứ hai và Gớt Nang. Ok, và bắt đầu thôi nào, let's go. Ok, thì trước khi bắt đầu thì các bạn biết tới cái phần gì rồi đó. Đó là phần nhắc nhở các bạn uống nước. Thì hôm nay mình cầm cái chai nước khá là to, tại vì mấy cái chai nước nhỏ của mình quên hứng, mình quên để tủ lạnh, nên là hôm nay mình uống cái chai khá là to, nên là always stay hydrated. Ok, always stay hydrated, nhớ uống nước nha các bạn. Bắt đầu thôi nào. Cái hình ảnh chai rượu nè, mình sợ rồi thì nó ra cái chai này. Ok, hỏi cô ta phải lựa được cô ta uống, hỏi cô ta phải làm gì cái đêm xuống, bây giờ là đêm ngủ nhưng mày hỏi cô ta, mày hỏi cô ta, mày hỏi cô ta, no, em đang làm gì, em ăn tối chưa bay nên vẫn mơ em đang ăn gì. Cái flow đúng là cái flow của rapper luôn. Những cái bài trước là hình như cái bài Take It Off là hình như rapper có sử dụng cái flow này rồi. Nếu mà bạn nào có xem cái bài đó rồi, chưa check qua thì nhớ xem qua đi. Wow. Em ăn tối chưa bay nên vẫn mơ em đang ăn gì. Anh đang thấy em và cũng đang mơ lướt qua những cái thần kỳ. Em đón xem anh đã nhớ em ôm anh đi. Em thấy anh ở trên đời có vấn đề và sẽ vỡ đâu. Anh lại ghét là nửa tối sau và đôi tay nhát. Hai ba và bốn câu. Anh hôm qua ngày mới sẽ hello chỉ tưởng rằng là tuần anh nghe đã có sâu. Anh còn tự nhận biết là mình sẽ không em ở đâu. Vì khi tao rồi đâu mãi là tôi như anh mà không có lâu. Anh là sống không là không mà chưa biết sâu. Anh sẽ muốn niềm vui anh không bao giờ muốn sâu. Mày kể Mary,
đừng em mà khó chán theo hành lý. Đồ chơi mang cả khó nhưng mà anh sẽ xoài. Quyết sinh đi gió của dô số đêm dài. Tìm anh tôi tiêu tăng mỗi lần anh ra bài. Làm đứa điều như anh thì cũng khó. Đây là một người cho em bây giờ nhưng mà em đã không có đâu. Về những thứ của ta muốn. Về lời đồ của ta uống. Hỏi cô ta phải làm gì khi đêm xuống. Bây giờ là đêm ngủ vì mày hỏi cô ta. Mày hỏi cô ta đi. Hỏi cô ta đi. Ây. Người ta ngưng một đời ba vẫn đó lại có một đời vút sắc. Em vẫn muốn như nó vỡ mối đôi tung cánh. Nhớ về quá khứ không có tiền để ăn bánh. Và anh vẫn muốn như nó vỡ mối đôi tung cánh. Và chiếc xe đang để trên đường và lang nhang. Ta, về những thứ của ta muốn. Về lời đồ của ta uống. Hỏi cô ta đi. Phải làm gì khi đêm xuống. Bây giờ là đêm mù. Vậy mày hỏi cô ta đi. Mày hỏi cô ta đi. Mày hỏi cô ta đi. No, 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 no. Em đang làm gì? Em mang tôi chờ bay nơi vẫn mơ. Nói cho anh nghe thêm một câu. Ok, anh biết là em đang ở đầu dây bên kia. Ok, nhưng mà không cần nghe máy cũng chẳng sao. Rob. Damn. Trước hết shout out cho ai làm ra cái con beat này. Damn, cái con beat rất là dark và nó rất là kiểu rất là headbanger luôn á. Và cái tune của rapper thì damn quá hợp với cái con beat này luôn á. Oh god, trời. Mình không biết là đây sẽ là kiểu nguyên cái âm gọi là cái những cái bài hát vừa mới ra mắt gần đây của rapper là trong cái album. Mình không biết là rapper sẽ có cái dự định là có cái plan là ra album mới hay là không. Mình không biết là những cái bài này nó có nằm trong cái album đó hay là không nữa. Tại vì cái type beat của cái bài này khá là dark. Và ngay cả cái bài Check It Up trước đó cũng vậy. Thì hai cái type beat nó khá là tối. Và wow, cả hai bài thì rapper sử dụng những cái flow đi nó rất là nhanh luôn, kiểu kiểu đây mình phải nghe lại cái verse đầu tiên thôi. Damn, cái khúc switch cái flow là kiểu mình what the fuck. À, đúng là anh hai à, mẹ kiếp. Em đang làm gì? Em mang tôi chưa bay nơi vẫn mơ em đang làm gì? Anh đang thấy em mà còn đang mà lướt qua những cái thần kỳ. Oh, em đón xem anh đã nhớ em ôm anh đi. Xem thấy anh ở trên đời có vắng tay mà chạy vào sau thông. Anh đã ghét là nửa tối sau. Và đôi tôi nhớ 2, 3 và 4 câu. Anh ngủ qua em. Ôi, bỏ nhỏ kiểu hát bỏ nhỏ đỉnh thiệt chứ. Xem thấy anh ở trên đời có vắng tay mà chạy vào sau thông. Anh ghét là nửa tối sau. Và đôi tôi nhớ 2, 3 và 4 câu. Anh ngủ qua ngày mà sẽ hello. Chỉ tưởng rằng là tuần anh nghe đã có sâu. Anh cần tự nhận biết là mình sẽ không nghe nó đâu. Vì tưởng rằng là mấy nơi tôi nhớ anh mà không có lâu. Vì tưởng rằng là sống sẽ không là không mà chưa biết sâu. Anh sẽ muốn niềm vui anh không bao giờ muốn sâu. Bây giờ đã thành công nhưng mà không ai quay lần đầu. Vì khi anh đi làm tôi anh gây lên thế và như vậy xấu. Hình tượng của anh như vậy không để từ lâu nên không cần giấu. Chỉ người của anh biết thế đã chơi với nhau sẽ như trận đấu. Nơi đâu khi đã thành flexing mỗi khi cần. Anh đã khiến những cái khó bình. Yeah yeah. Make it merry
Mary. Sẽ đến ra xa ra thành phố. Đàn em mang khẩu trang theo hành lý. Đôi chơi mang cả khó nhưng mà anh sẽ xoài. Quyết xin đi gió của dô số đêm dài. Tìm anh tới tiêu tăng mỗi lần anh ra bài. Làm đứa đứa như anh thì cũng khó. Đây là một người cho em bây giờ nhưng mà em đã không có đâu. Về những thứ của ta muốn. Về lời đồ của ta uống. Hỏi cô ta phải làm gì khi đêm xuống. Bây giờ là đêm ngủ vì mày hỏi cô ta. Mày hỏi cô ta đi, mày hỏi cô ta. Sự người mới lớn thì nó có như lòng bức thắc. Sự thật thì nhiều lúc thì nó lại đắng như là thuốc bắc. Người ta ngưng một đời bạc và nó lại có một đời bức thắc. Em vẫn muốn như nó vỡ muốn được tung cánh. Nhớ về quá khứ không có tiền để ăn bánh. Và anh vẫn muốn như nó vỡ muốn được tung cánh. Phải chiếc xe đang để trên đường và lang nhang. Ta, về những thứ của ta muốn. Về lời đồ của ta uống. Hỏi cô ta, phải làm gì khi đêm xuống. Bây giờ là đêm mù, vậy mày hỏi cô ta. Mày hỏi cô ta đi, mày hỏi cô ta. No, em đang làm gì? Em mang tôi chưa bay nên vẫn mơ em đang làm gì? Cool, damn! Em đã còn đang lướt qua những cái thần kỳ. Oh, em đang xem anh để nhớ em mơ mơ em đi. Ừ, xem thấy anh để trong đây có vắng tay mà chạy áo xa chỉ. No. Autotune kìa, damn! Okay, bạn biết là em đang ở đầu dây bên kia. Không cần nghe máy cũng chẳng sao. Rob, biết rồi. Damn, shit, một like thôi. Damn, ai làm con beat này vậy? Performer, produce đúng không? Người produce đúng không? Hustlang Yafu. Damn, shout out cho Hustlang Yafu. Oh my god. À, mình không biết là Hustlang Yafu có phải là cái người làm con beat này hay không, hay là kết hợp với rapper để làm con beat này. Nhưng mà sao đâu cho cái người mà làm ra con beat này đem rất là hợp với cái phong cách, cũng như là đúng rồi, rất là hợp với cái phong cách của rapper hiện tại luôn á. Oh my god. Oh my god. Damn, kiểu nó làm mình rất là vui luôn á. Kiểu khi mà mình nghe một cái bài nhạc hay á mà mình thích á, mình kiểu mình rất là vui, mình rất là hứng thú luôn. Và mình chắc chắn là cái bài này sẽ nằm trong cái playlist của mình sắp tới. Mà mình không biết nó đã có trên Spotify chưa, nhưng mà nếu mà nó có thì mình sẽ download nó ngay về về máy của mình luôn. Thì đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này. Có thể là mình hơi tăng động một xíu, tại vì cái bài hát đối với mình thì riêng cá nhân mình rất là thích cái bài hát này, rất thích cái vibe này. Và tại vì mình là một cái người rất là thích rapper, nên là mình cảm thấy cái bài này, cái con beat này rất là hợp với rapper. Và kiểu cả hai nó hòa quyện lại với nhau á, nên là damn. Thì dành cho những ai chưa xem qua cái video này hoặc là muốn xem lại cái video gốc này thì các bạn có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả nhé. Ngoài ra thì các bạn kéo xuống một tí xíu thì các bạn sẽ thấy link Facebook, Instagram và TikTok của mình. Thì thật ra thì TikTok mình, như mình nói hay nói là mình cũng chưa biết làm gì với nó nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn có thương mình thì cho mình một follow và một like ở trên Instagram và Facebook nha. Mình rất là cảm kích các bạn rất là nhiều luôn. Và nhớ like cái video này nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát này. Mình rất là thích cái vibe này luôn. Chắc chắn sau cái video này, sau khi mà mình tắt cái máy quay này thì mình sẽ ngồi nghe một lần nữa. Ok, thì như mọi khi thì mình chúc các bạn sẽ có được một cái ngày thật là vui vẻ nhé. Và mình luôn, hiện tại mình đang rất là cố gắng để mình ra được nhiều video hơn, cũng như là ra nó kiểu nhanh nhất có thể. Thì nếu mà các bạn có để ý thì hai cái video gần đây nhất là của mình là cái video reaction cho bài Don't Break My Heart của Beans với lại bài Dynamic Duo của Hiếu Thứ Hai và Hurricane. Thì cả hai bài là mình là cái người ra video reaction đầu tiên ở trên YouTube này. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì
Nhưng mà nói những cái sự ủng hộ của các bạn, những cái lượt subscribe của các bạn, những cái lượt comment của các bạn, đó là những cái động lực rất 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 là, tuy nó rất là ít thôi nhưng mà nó đối với mình thì mình rất là quý trọng những cái đó luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chờ hãy đón xem, chờ xem là mình sẽ ra những cái video reaction nào tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều và như mọi khi, nhớ uống nước, always stay fucking hydrated, ok? Always stay hydrated, đừng có uống, đừng có nghe lời ông rapper mà uống rượu Don Julio hay là uống gì. Nói chung là đừng có uống gì, nó có hại cho sức khỏe cả, tại vì chỉ có nước nó mới mang lại sức khỏe cho mọi người thôi, ok? Thì như mọi khi, peace and I'm out. Bye guys. Đụng mà mỏi quá.